Mọi khổ đau từ trong suy nghĩ mà ra. Đôi khi ta trở nên vô tâm khi không mảy may suy nghĩ, sống lay lắt, vô vị, tẻ nhạt. Đi qua những ngày tĩnh lặng, bình an, nhẹ nhõm, bằng lòng và chấp nhận. Rồi cuộc đời có cho ta mãi bình yên hay không? Hay cứ bắt ta phải đối diện với sóng gió, vật lộn với cô đơn mệt mỏi, có lúc nhấn chìm ta tới tận cùng của tuyệt vọng. Rồi ai là người nâng đỡ ta dậy? Không ai ngoài chính ta. Hơi thở chánh niệm, bước đi chánh niệm, bữa ăn chánh niệm, nụ cười tỉnh thức, cùng asana hòa quyện với nhau mỗi ngày, giúp ta trở về với thực tại, cân bằng thể xác, để tâm hồn được an yên trú ngụ. Như một phép nhiệm màu đã xuất hiện trong đời ta. Cảm ơn yoga đã đi vào cuộc sống như một món quà. Đi qua những ngày nắng để ta biết yêu những ngày mưa. Ta muốn chia sẻ tất cả với những người xung quanh niềm vui hạnh phúc này. Lukha samasa sukhino bhavantu. Namaste.